Chào các bạn. Mọi người có nhìn ra cái cây này là cây gì không? Nó rất là quen thuộc đúng không? Hôm nay mình dành thời gian đi đến một cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp như thế này. Đó, cái cảnh Thạch Nhâm ở quê mình nha các bạn. Ở đây do cái khí hậu ở đây nó dạng thời tiết ở đây có nhiều hơi nước ẩm ướt cho nên cây thuốc mọc ở đây rất là nhiều. Đó, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cái cây mà nhìn cái đuôi của nó như thế này nha các bạn. Ở đây là cái hoa của nó nè. Đó, cái hoa nó màu tím rất là đẹp, cái đuôi như thế này. Đó, một trong những cái cây thuốc mà hiện nay đang trở thành vấn đề thời sự nha các bạn. Đó, và đã được các nhà khoa học Đông và Tây y, y học dân gian, y học cổ truyền nghiên cứu nó. Mà cái mà đề cập nhiều nhất á, là điều trị bệnh tim. Đó, trong đó có bệnh hở van tim nha các bạn. Nó được gọi với một cái tên rất là dân dã là cây đuôi chuột. Đó, cây đuôi chuột là cái từ mà người ta hay gọi nhiều nhất nha các bạn. Còn hôm nay, đây nó giống cái đuôi như thế này đây. Giống y cái đuôi con chuột đó không? Có những cây ngắn, có những cây rất là dài. Ví dụ như cái đây nó dài gần tới 30cm nha các bạn. Đó, như cái này. Còn ở đây thì cỡ 15cm hoặc 10cm tùy theo cái cây nó tốt hay nó xấu. Đó, thì có nơi thì gọi là cây cỏ đuôi ngựa. Đó, rồi cây mạch lạc. Nó rất là nhiều cái tên. Nhưng mà cái tên thông dụng nhất mà mọi người hay dùng với nhau thì vẫn là cây đuôi ngựa thôi. Cái gọi là cây cỏ đuôi ngựa. Đó, cái lá nó như thế này đây. Cái lá nó cái hình bầu bầu, mình quay cái vị trí này nó khá nắng cho nên mọi người có thể mình cố gắng mình lấy cái cho nó rõ một chút. Đó, ở mép ngoài nó có cái hình răng cưa, các bạn thấy chưa? Có những cây nó giống như thế này, nhưng mà nếu nó không mang cái hình dáng thế này là không phải là cây đuôi chuột nha mọi người. Nếu mà nhầm lẫn thì chúng ta rất là nguy hiểm. Thứ hai là cái hoa của nó đây. Đó, cái hoa nó là phải cái hoa màu tím tím như thế này. Mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Ở trong là cái nhụy nó trắng, các bạn thấy chưa? Đó, có cái thì 5 cánh mà đa số là 5 cánh bầu bầu vậy nha các bạn. Còn cái cây nó thì nó có cao, có thể cây cao lắm thì có thể tầm vài mét thôi, còn đa số là nó thấp như thế này. Đó, cái hình dáng rất là quan. Thì mình sẽ vào phía trong này, mình đem vào phía trong mắt này, mình giới thiệu với các bạn về cái một vài cái công dụng của nó cũng như cách sử dụng của nó trong điều trị nha các bạn. Ở đây phong cảnh rất là đẹp cho mọi người và cây thuốc nhiều lắm. Mình hay đi sưu tầm thuốc ở đây. Cái loại cây này như mình nói lúc nãy nha mọi người là nó mọc ở ngoài tự nhiên rất là nhiều. Có những nơi đó thì nó mọc thành từng đám dài nha các bạn. Đó, và hiện nay thì do là cái tính dược liệu nó rất là quý cho nên là nhiều người đem về trồng ở vườn nhà thành cái cây dược liệu trong gia đình nha các bạn. Đó, để mình khẳng định với các bạn đây là một cái cây mọc ngoài tự nhiên. Đó, mình đến một cái vùng thiên nhiên rất là hoang sơ như thế này, các bạn hiểu đó, thì mình vừa bãi đây thì chứng tỏ nó mọc ngoài tự nhiên rất là nhiều. Đó, theo các cái tài liệu về y học cổ truyền mà mình rất là nhiều năm tìm hiểu đó nha các bạn. Đó, thì cái cây này thì khi mình nhai vào hay mình dùng sử dụng các cái loại mà xác uống á, thì nó có cái vị đắng này, rồi là the. Nhưng mà về cơ bản á, là các bạn hình dung nó là tính nó rất là mát. Đó, chứ có nhiều người nhầm lẫn đi nói nó là nóng nha các bạn. Thì cây đuôi chuột á, thì nó tính nó là rất là mát. Đó, vị đắng rồi the. Rồi cách dùng nó thì có thể là dùng tươi hoặc là có thể là dạng khô sát nước để uống nha các bạn. Chủ yếu là bông nè, thân nè, lá là chính nha mọi người. Đó, công dụng thì rất là nhiều nhưng mình có thể tóm lược để các bạn hiểu là điều trị hở van tim này. Đó, một trong những cái bệnh rất là ngặt nghèo này, viêm đường tiết niệu này, rồi dùng nó để lợi tiểu này, rồi điều trị về tiêu chảy.
đó, rồi kiết lỵ nè, rồi điều trị ho, viêm họng, rồi giảm mụn nhọt, viêm nhiễm ngoài da, tẩy dung sáng, trị đau mát, hạ đường huyết, điều trị tiểu đường. Đó, các bạn thấy cái công dụng của nó là khá tuyệt vời và rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà có lẽ là các bạn quan tâm hai cái mà mình nghĩ rằng là khó khăn nhất. Đó, mà hãy nghĩ đến cây thuốc này, một là bệnh tim mạch, trong đó có bệnh hở van tim, hai là bệnh tiểu đường nha các bạn. Đó là hai cái mình muốn nhấn mạnh nhất, cho nên mình sẽ cung cấp một vài cái thông tin tài liệu để các bạn yên tâm khi mà sử dụng cây thuốc này nha. Hiện nay đó thì theo cái kinh nghiệm dân gian mà nhiều người bàn đến nhau nhiều nhất đó nha các bạn, tức là dùng cái nhai cái lá đuôi chuột này, rửa sạch sẽ rồi nhai cái lá này và nuốt cả nước lẫn sắt đó vào bên trong, tức là nam thì 7 lá, nữ thì 9 lá, và nhai nuốt vào buổi sáng nha các bạn, và duy trì trong khoảng thời gian rất là dài. Cách thứ hai á, là sát uống, lát nữa mình sẽ nói kỹ nha. Thì có hai cách nhé, tất cả những tác dụng của cây đuôi chuột ở bệnh tim, hở van tim này, bệnh tim mạch này, thì hiện nay không phải là lời đồn, tức là đã được các thầy thuốc đông y xác nhận. Rồi có nhiều cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh gần đây cây đuôi chuột phát huy tác dụng như sau. Đó các bạn nghe nha. Một là tác dụng giãn mạch và chống co thắt. Đó, cái này mình tìm hiểu nha các bạn. Trong thân và lá tươi của cây đuôi chuột có chứa ethanol. Theo các nhà nghiên cứu, hoạt chất này có khả năng làm giãn mạch và chống co thắt, nhờ đó mà cải thiện đến lượng máu đến tim, giảm các dấu hiệu đau thắt ngực, khó thở hay mệt mỏi. Đó các bạn nghe chưa. Rồi tác dụng hạ huyết áp của cây đuôi chuột á, thì đã phát hiện được tinh dầu chiết từ lá của cây đuôi chuột có khả năng làm hạ huyết áp rất đáng ngạc nhiên. Ngoài ra chúng còn giữ cho đường huyết trong máu ở mức ổn định. Điều này không chỉ tốt cho bệnh nhân bị bệnh tim mà còn tốt cho những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Đó, nội dung thứ hai các bạn nghe chưa, mình cố gắng nói cho kỹ nha. Tác dụng kháng viêm và chấm nhiễm trùng. Ở trong cây đuôi chuột có chứa nhiều hoạt chất như là saponin, tannin, flavonoid. Những cái tên này có tác dụng kháng viêm, chống nhiễm trùng, ngăn ngừa nhiều chủng vi khuẩn khác nhau, nhờ đó mà làm giảm tình trạng viêm cấp và mãn tính, ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo làm tổn thương đến van tim. Đó, những cái chất hay như thuật ngữ mà thuộc về y dược thì nhiều lúc thì mình cũng không rõ, không hiểu về bản chất của nó nha các bạn, nhưng mà đó là những cái từ mà được các nhà dược học, y học nhân gian, bác sĩ người ta kê ra, thì mình chỉ có trách nhiệm là nêu lại, không sót cái gì để mọi người tìm hiểu nha các bạn. Đó, ngoài ra đó thì chiết xuất từ lá của đuôi chuột có thể còn giúp đẩy lùi độc tố cho gan, làm hạ men gan. Điều này tốt cho những người sử dụng thuốc tây dài ngày và bị tích tụ độc tố ở gan thận nha các bạn. Đó, rất là hay. Ngoài tim mạch, cây đuôi chuột còn điều trị nhiều bệnh khác như tiểu đường, rồi mỡ máu cao. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói kỹ các bạn nghe rồi áp dụng nha. Thứ nhất là đối với bệnh tim mạch nha các bạn. Đó, chữa bệnh tim á, thì để sử dụng cây đuôi chuột, người bệnh có thể áp dụng một trong hai cách sau đây. Cách một là dùng lá tươi. Với cách này, bạn chỉ cần hái lá đuôi chuột và rửa cho sạch. Có thể rửa qua với nước muối hoặc để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn bám trên lá. Sau đó cho vào miệng nhai nhỏ và nuốt hết. Theo dân gian thì nam nuốt nhai 7 lá và nữ nhai 9 lá. Đó, mà cái này thì dùng vào buổi sáng nha các bạn. Đó, cách 2 là dùng lá và ngọn cây đuôi chuột dưới dạng là khô. Đó, cái này thì các bạn lưu ý cho mình là hái lá, ngọn đuôi chuột, rồi lá với ngọn nha các bạn, rồi đem phơi ngoài nắng á, cho đến khi mà khô hoàn toàn. Rồi cũng có thể phơi một lần rất là nhiều rồi cắt ở nơi thoáng mát để dùng dần. Cách này các bạn sử dụng như thế này. Khi dùng chỉ cần lấy khoảng 30g cây đuôi chuột đã phơi khô, đem rửa sạch, rồi hãm với nước sôi
để uống. Đó là giống như uống trà thôi các bạn. Mình nghĩ là cách thứ hai này các bạn là nên áp dụng, bởi vì đến những cái vùng ví dụ như hôm nay mình đi đây các bạn này, đó nó rất là nhiều những cái cây đuôi chuột. Hoặc là ở nơi các bạn có thể có nhiều là các bạn vào mùa nén này, mình nghĩ đó là chúng ta nên hái với một số lượng lớn về bằm từng đoạn nén ra, sau đó chúng ta phơi thật khô. Đó các bạn hiểu ý mình chưa? Rồi bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc. Hàng ngày chỉ việc dùng khoảng 30g bỏ vào bình cho nước sôi vào. Tức là hãm như hãm trà thì các bạn biết là chỉ khi chúng ta bỏ cái đuôi chuột vào đó, rồi chúng ta chế một lượt nước sôi nhẹ vào, chúng ta chét ra, sau đó chúng ta châm nước sôi vào và để khoảng 5-10 phút sau là có thể dùng rồi. Với một bình trà thì chúng ta có thể chế nhiều nước và một ngày có thể pha một lần hoặc có thể hai lần các bạn. Đó là cái cách sử dụng nó rất là hay như thế. Còn là nếu như các bạn ở nhà nhiều thì theo cái cách dùng tươi thì rất là đơn giản, nam 7 lá, nữ 9 lá. Đó chúng ta chỉ cần rửa sạch sẽ bụi bẩn xong là cho vào miệng nhai, nuốt từ từ cải sát lẫn cái nước nha các bạn. Đó rất là hay. Tại sao mình nói kỹ? Bởi vì đây là bài chính của cây đuôi chuột trị bệnh hở van tim nha mọi người. Thì mình nói là cái cây lá dân gian thì mình đã từng nói một cái câu là có những cây thuốc điều trị rất là nhiều bệnh, nhưng mà cũng có bệnh là sử dụng nhiều cây thuốc khác nhau. Đó rồi là có bệnh thì ta vái tứ phương, tìm đủ thầy và nhiều cách khác nhau để mà trị nha các bạn. Và một câu mà mãi mãi không bao giờ sai đó là khi các bạn hợp với cơ địa với một cây thuốc nào đó thì điều kỳ diệu sẽ đến với bạn và các bạn sẽ bớt nha các bạn. Một cái bài nữa cũng khá hay mà được dân dân áp dụng là bài điều trị ho này, tiêu chảy này, là viêm tiết niệu nha các bạn. Đó khi các bạn bị trong những ba cái bệnh là ho, tiêu chảy, viêm tiết niệu thì dùng từ 20 đến 30 gram cây đuôi chuột khô đó, chúng ta xát trong một lít nước, còn nửa lít rồi uống nhiều lần trong ngày. Bài thuốc đơn giản nhưng mà nhiều tài liệu nó là nó hiệu quả vô cùng nha các bạn. Đó với bệnh tiết niệu này, tiêu chảy này và ho. Đó các bạn thấy chưa? Rồi hỗ trợ điều trị tiểu đường tiếp 2 đó, lúc nãy mình có nói, bây giờ mình nói kỹ các bạn nha. Hạ đường huyết, hỗ trợ tiểu đường tiếp 2. Lá ngọn đuôi chuột khô 30g hãm với nước uống hàng ngày. Cách này giúp cho người bệnh hạ đường huyết rất là tốt. Đây là một trong những cách điều trị đơn giản cho người bệnh tiểu đường. Đó các bạn thấy chưa? Cái cách mà lúc nãy mình nói nó cho cái hở van tim đó thì cũng dùng 30 gram của nó rồi hãm nước. Thì nếu như các bạn điều trị van tim mà bản thân các bạn nếu mà có triệu chứng của đường tiểu đường ở mọi thứ đó thì cách dùng là giống nhau chứ không khác nha các bạn. Nó hay đến cực kỳ như thế. Rồi những cái bài như là điều trị mụn nhọt ngoài da, tức là khi mà bị mụn nhọt ngoài da thì dùng lá tươi á giả nát đắp ngoài da. Cách dùng này sẽ giúp các vùng da bị nhiễm mụn nhọt này, viêm nhiễm có mủ này sẽ sớm lành. Và do cái tính chất kháng viêm của cây đuôi chuột nha các bạn. Đó một cây thuốc mà mình nghĩ rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì đi đến cái vùng rất là xa này để mà tìm nó và hướng dẫn các bạn nha. Một số cái lưu ý mà mình cũng cây thuốc nào cũng vậy, nó cũng có mặt tốt rồi có cái mặt hạn chế của nó nha các bạn, hoặc là cái tác dụng không mong muốn á. Tức là các bạn lưu ý không được sử dụng cây đuôi chuột cho phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ thì không được dùng nha các bạn. Nếu như cho dù các cháu nó có bị ho han các thứ như lúc nãy mình có trình bày đó, mà nếu trẻ em nhỏ quá thì không nên dùng cái cây đuôi chuột này. Thứ hai đó là không sử dụng cho người huyết áp thấp nha các bạn, bởi vì nó làm hạ huyết áp cho nên là có tác dụng tốt với cái người bị huyết áp cao đó. Nhưng mà người bị huyết áp thấp thì nếu mà nó tuột là sẽ nguy hiểm, cho nên người huyết áp thấp là không dùng nha các bạn. Đó và cây thuốc nào cũng vậy, nếu mà trong quá trình các bạn sử dụng mà nó có một trong những cái tác dụng nào đó mà không mong muốn thì mình có thể hỏi ý kiến một số cái người am hiểu về thuốc, bác sĩ và các nhà chuyên môn nha các bạn. Đó còn hoặc là an tâm nhất là khi có những cái chuyện không mong muốn thì mình dừng không sử dụng nữa thôi. Đó theo mình nghĩ thì như thế. Đó thì hôm nay đi đến cái vùng này, cảnh không gian nó rất là đẹp, cây thuốc cũng nhiều. Đó mình lưu lại một cái video này
cây thuốc nào cũng vậy, các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Đó, và lưu lại khi chúng ta cần, hoặc là anh em bạn bè bà con người thân gia đình cộng đồng cần thì mình có cái để mà chỉ cho mọi người, rồi cũng cái câu phước chủ mai thầy nha các bạn. Nếu bớt được thì quá tốt đó, mình chỉ mong muốn như thế đó. Mà các bạn thấy kênh Phước Hòa Trần của mình cố gắng đem đến cho các bạn những cái thông tin hay, những bài thuốc quý. Nếu như các bạn yêu mến và động viên mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người đó, và lưu lại những cái bài thuốc này, nó rất là cần thiết. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành với kênh Phước Hòa Trần của mình. Chúc các bạn một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.